chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh của mình và mình là Linh Review đây. Hiện tại bây giờ mình đang đứng ở khu du lịch Happyland, một khu du lịch khá là nổi tiếng ở Mộc Châu Sơn La nhá. Các bạn nhìn xem cảnh quan khu vực phía dưới này là các vườn hoa. Xung quanh có đủ đa sắc các loại hoa nhá. Ở phía dưới của vườn hoa Happyland này các bạn ơi. Có rất là nhiều các loại hoa nhá. Xung quanh rất là rộng rãi luôn. Thời tiết rất là bắt mẻ, mát mẻ luôn các bạn nhé. Ở phía đằng xa xa kia trên đồi vẫn còn thấp thoáng những cây ban đang nở hoa khoe sắc trắng cả núi rừng luôn. Đây là khu vực phía bên đằng bên dưới của Happyland này. Phía khu phía này thì là có hồ nước nho nhỏ này. Đây là một cổng, cổng hoa giấy này, để đi này. Xung quanh rất là rộng rãi luôn, các bạn tha hồ mà check in. Rất là nhiều địa điểm để check in nhé. Thời tiết mùa này thì là trên Mộc Châu thì là rất là mát. Đây là khu vực trung tâm, khu vực giữa của Happyland luôn. Mùa này đang là mùa hoa nên là các hoa đều đang nở rộ. Giá vé vào Happyland là 60.000 đồng một người nhé. Giá vé đã bao gồm cả trò chơi. Nếu các bạn không chơi trò chơi thì vẫn mất 60.000 một vé. Khu vực phía dưới là khu vực cổng ra vào của Happyland nhé, cổng chính luôn. Rồi còn khu vực phía bên này thì là các gian homestay nhỏ phía đằng xa. Còn khu vực phía dưới thì là các địa điểm để chụp ảnh. Các bạn có thể nhìn thấy các gian phòng homestay bằng các ống đủ các màu sắc luôn. Khu du lịch Happyland Mộc Châu nằm giữa một thung lũng rộng lớn ở ngay bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu. Khu du lịch Happyland là một khu du lịch nổi tiếng ở Mộc Châu, là một điểm dừng chân lý tưởng vào cuối tuần cho các khách du lịch. Sở hữu diện tích lên đến 5 hecta. Khu du lịch Happyland là một tổ hợp vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng đầy hấp dẫn. Hôm nay mình đi review vào ngày thứ tư nên là vào giữa tuần nên là cũng khá vắng khách du lịch. Nếu mà đi vào cuối tuần thì sẽ rất là đông nhé. Đây khu vực bên này là chợ phiên này. Biển chỉ dẫn khu vui chơi và khu vực ăn uống của Happyland. Khu vực phía dưới này là các gian homestay nhỏ để cho các bạn có thể nghỉ ngơi tại trong khu vực này luôn. Phía giữa này là có chỗ đốt lửa trại nhé. Buổi tối các bạn có thể đốt lửa trại giao lưu văn nghệ ở đây. Các căn homestay thì nho nhỏ. Mình chỉ quay được phía bên ngoài thôi. Hôm nay có một đoàn du lịch, các cô đang đi chụp ảnh ở trong này. Hiện tại mình đang đứng ở khu vực này, hoa đang nở nên là rất là nhiều mùi thơm của hoa nhé, khá là thơm.
Xung quanh đồi núi thì vẫn còn đang rất nhiều những cây ban đang nở trắng. Phía này là một vườn hoa đỏ, có các mô hình kinh khí cầu này. Để đi bộ trong khu vực phía trong này thì khá là mỏi chân. Phía dưới là có một hồ nước để cho các bạn xuống, có thể xuống check in phía dưới nhé. Phía đằng cuối này là gồm có một cái nhà sàn để nghỉ tập thể và cổng phụ phía đằng sau. Wow, có một đàn chim bồ câu đang bay. Và rất nhiều địa điểm để cho các bạn check in. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lên khu vực phía bên trên này một chút để ngắm toàn cảnh không gian của phía bên trên này nhé. Phía đằng trước mặt kia là khu vực nhà hàng ăn uống và chơi các trò chơi của Happy Land nhé. Thì mình cũng đã review ở tập trước rồi. Thì tập này mình chỉ review khu vực phía dưới các vườn hoa này thôi nhé. Có một biển Happy Land to ở ngay đầu cổng luôn. Xung quanh khu vực thì là bàn ngàn toàn là hoa, góc nào cũng có thể chụp ảnh được. Khu vực hồ nước này thì cũng có rất là nhiều hoa, tất cả các hoa thì đều đang nở rộ hết. Các đàn bươm bướm cũng đang bay trong khu vực này. Các bạn có thể nhìn thấy phía đằng xa kia có các cối xây gió kìa, và các hoa ban đang khoe sắc. I love Mộc Châu. Một bánh xe vòng tròn trồng hoa này. Thời tiết bây giờ rất là mát luôn, không khí trong lành. Bây giờ mình sẽ đi sang khu vực phía bên này xem có gì khác không nhé. Ở phía dưới đây có ngôi nhà hoa hồng này. Các bạn có thể nhìn thấy những cây hoa hồng cũng đang nở rộ. Mùi rất là thơm luôn. Ngôi nhà hoa hồng này các bạn ơi. Một ngôi nhà mang phong cách rất là giản dị,
podcast của mình hôm nay đến đây là kết thúc ở đây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video lần sau. Các bạn muốn mình review về khu vực du lịch, vui chơi hay là ăn uống ngủ nghỉ nào ở Mộc Châu thì comment vào cuối video cho mình nhé. Mình sẽ review về khu vực đó cho các bạn xem. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video lần sau.